Dạ tiệc dạ vũ New Year's Party Fly Me Back to Golden Oldies quy tụ các ca nhạc sĩ từ thập niên 60 đến thập niên 90. Lần đầu tiên có sự kết hợp giữa 8 ca nhạc sĩ của 8 ban nhạc thập niên 60 cùng với các ca sĩ của thế hệ 80 và 90 vào ngày 28 tháng 12 tại nhà hàng Golden Sea. Dạ tiệc 7 món thịnh soạn với lobster có game quà tặng của nhà bảo trợ, giá vé 55 Mỹ Kim, VIP 65 Mỹ Kim, xin liên lạc 714-981-6555. Kính mời quý vị và các bạn tham dự dạ tiệc dạ vũ New Year's Party Fly Me Back to Golden Oldies. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Quý Nhi hôm nay đang trò chuyện với nam ca nhạc sĩ anh Sĩ Đan. Nói tới anh thì tên tuổi của anh thì đến bây giờ không ai quên được, giống như tụi em gặp anh mà vẫn trở lại trên sân khấu hoặc là vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, cũng là nhờ vì cái tính tình, cái cá tính của anh rất là hòa đồng. Thank you em, thank you. Nói về cái chuyện đời tư chút xíu nè, anh nói tới thật sự ra quý vị nghĩ là phụ nữ chúng tôi là một người nghệ sĩ thì đa tình hay là nhiều chuyện như nào có về tình yêu cũng lăng nhăng, nhưng mà đối với anh á, anh là một người sống về tình cảm rất nhiều, mà anh cũng cũng lên xuống down. Xuống up and down về tình cảm đó phải không anh? Yes. Anh là nói về chuột vinh bác thì nói thẳng người vợ đầu tiên của anh là Thủy Tiên, là yes, người vợ đầu tiên của anh là nữ ca sĩ Thủy Tiên. Yes. Nữ ca sĩ duyên dáng mà người ta nói là she giống em á. Yes. Lúc mà hồi xưa đó, thì lúc đó anh quen với Thủy Tiên thì she ở Việt Nam, thì lúc mà anh đi về Việt Nam thì she nói là anh nhìn các em coi giống Y Nhi không? Cái nói với hai người khá là giống nhau, nhưng khi có bà con xa mà thất lạc từ nhỏ. Yes. Chị cũng tính tình rất là dễ thương. Rồi hai dễ thương như em thôi. Dễ thương bằng em. Thì sau này hai chị em có gặp nhau ở chung với ai này em quên mất rồi, thì có nói chuyện với nhau rồi chị cũng rất là ôi nhiều người nói em giống chị lắm, em nói dạ em không biết là anh Sĩ đang yêu thầm chị à cưng. Em nói câu đó mà em còn nguyên vẹn đó là em hay đó. Hay đó là you lucky, ok. Không, tại vì em là chị. Chứ nếu mà gặp em là em á là coi như bị mặt sưng rồi phải không anh? Nói cái thời đó vì cái anh với Thủy Tiên thì Thủy Tiên bên Việt Nam, anh ở bên này thì cái tình cảm, cái tình yêu xa xôi như vậy thì nó như thế nào anh? Well, thật sự mà nói thì Sĩ Đan tin vô cái người ta gọi là người Việt Nam mình gọi là người châu Á mình gọi là cái duyên số. Cái duyên số, cái gì mà nó có thì nó sẽ có, mà cái gì nó không có thì nó sẽ không có. Anh có cái chuyện về vốn. Wow, nhưng mà để anh chia sẻ, anh chưa bao giờ chia sẻ nha. Yes. Cái chuyện về Thủy Tiên thì anh có chia sẻ, quý vị khán giả cũng đã biết cái chuyện này cho nên, nhưng mà đây là cái chuyện mà anh chia sẻ đặc biệt cho Y Nhi Show thôi. Okay. Chỉ có Y Nhi Show thôi. Tại vì chị giống em phải không? Yes. Ok, cái chuyện là như vậy, sau cái ngày mà thằng hôn á, thì lúc anh làm đám hỏi với Thủy Tiên là năm 92, sau anh mới đi qua Mỹ thì 1-2 năm sau anh trở về, tụi anh làm giấy tờ để bảo lãnh cho tên đi á, thì sau cái ngày mà thành hôn á, ngày đám cưới đó, wedding á, thì em biết đàn bà thích đi coi bói, tụi mình đi coi bói, tao nói thôi anh thích coi bói, trời đi ơi. Coi ông này em coi hay lắm, à. Mà she nói với anh á, Thủy Tiên nói anh đi, thì vô á, em biết cái lắp ông ta vừa mới là mở cái bài ra, ông ta nói tính tôi á, tôi không có lấy nhiều tiền, hoặc là nếu mà không trả tiền thì cũng được, nhưng mà chuyện gì có thì tôi nói có, chuyện gì không thì nói không, cho nên nếu hai người này mà giống như nhau được á, thêm một năm nữa đó, tôi sẽ đi bằng cái đầu. vừa mới lấy nhau xong em. Cái thì nói chung là cái chuyện đó cũng làm cho Thủy Tiên rất là upset. Anh thì anh không tin cái chuyện mà bói, nhưng mà đúng một năm sau là tụi anh chia tay. Trời ơi. Yeah. Em anh bây giờ anh đang đi tìm kiếm cái ông đó, anh thường giống nè. Rồi. Nhờ anh không đi kiếm được ông thầy bói đó thì nữa là bây giờ cái người vợ thứ hai của anh mới được ở với anh được 15 năm đó. Yes, anh cũng nghĩ là sau đó thì anh nghĩ là cái chắc có lẽ là cái cùng nghề nghiệp nó không work out, nhưng mà well let's say Kenny, Ý Nhi, Chí Tài, Phương Loan, rất là nhiều cái cặp phải nói là công thành lên, nhưng mà anh nghĩ chắc có lẽ là thôi, chắc có lẽ cái duyên số mình không có hợp được. Em nghĩ là cái sự chịu đựng nó phải có, I'm just kidding. Không biết ai chịu đựng hơn ai, nhưng mà phải có cái sự chịu đựng, em nói vậy chứ, okay. Nói đùa, nhưng mà duyên phận phải có.
Đôi khi mình không có thể nào mình nghĩ là mình yêu nhau, mình thương nhau, nhưng mà nó tới là nó tới. Phải không anh? Chứ nếu bây giờ mình muốn chia tay cũng không được. Nếu nhiều khi mình chia tay rồi, cái tự nhiên mình vẫn luyến tiếc, thì mình vẫn yêu, thì mình cũng trở lại thôi. Yes, thì well, cho nên là cũng vì lý do đó anh nghĩ là chắc có lẽ là nghệ sĩ không có thích hợp. Tại vì for some reason cái cô nào mà đến với anh là đều ghen hết chứ đó. Anh đẹp trai mà. Không phải, anh không biết. Nhưng mà nó cái bài này anh biết cho ai, cái bài này chắc có cái gì. Thì anh nghĩ là chắc có lẽ là tại vì người nghệ sĩ nhạy cảm á, nó cái sensitive nó nhiều. Cho nên cũng, nhưng mà anh thì anh cần, I need the space. Anh viết thì em biết mà sáng tác nó cần phải có room. And cái imagination, sự tưởng tượng của mình về tình yêu, về anh viết một bài về tình yêu, một cái nụ hôn đắm đuối. Nói này, cái này đâu phải cho tôi đâu. Anh cho ai phải không? Đâu có thể đắm đuối đâu. Đại khái như vậy á, thì đó là lý do tại sao sau này anh nói thôi, mình không, mà mình là nghệ sĩ, mình gặp nhau nhiều hơn là gặp với người thường. Đúng. Cho nên là anh stay single for like 10 năm. Trời ơi. Cũng 10 năm rồi anh mới cái gặp cái người vợ sau này của anh á, thì không có liên quan gì đến giới ca nhạc. Cho nên anh stay single for 10 năm. Gần 10 năm. Gần 10 năm. Là vì có phải là tại vì anh vẫn còn thương và luyến tiếc với cái sự tình yêu nồng nạc của anh không có anh? No, không phải. Cái tính anh được một cái đó, có thể là mọi người nghĩ là anh mean, nhưng mà thật sự cái gì mà đi qua rồi đó là anh để nó lại sau lưng, anh bước tới. Cái người anh, bố anh dạy hồi xưa là tất cả những cái gì mà nó unfortunate, just leave it behind. Nhưng mà nhờ như vậy là trong cái 10 năm vừa qua thì anh sống single, là cái năm 10 năm đó là anh đang nổi tiếng nhất. Yes. Phải không anh? Yes. Thì coi như là ain't no time for những cái gọi là cái tình yêu, phải không anh? Yes. Yeah. nó vướng chân, thật sự mà nói. Mà cái giống như là một người nhạc sĩ bạn thân của anh nói một câu này hay lắm. Những người nhạc sĩ sáng tác nên sống độc thân suốt đời. Tại vì thật sự cái thời gian mà anh viết những cái bài hát mà hit nhất của anh á, anh viết vào 2-3 giờ đêm em. Wow. Anh viết tới 4-5 giờ sáng. Anh viết lúc mà đi chơi, đi party. Những cái lúc nào mà gây cấn nhất thì anh lại có cái idea cho cái bài hát đó. Nhưng mà khi mà em có gia đình, nhất là khi em có con, you cannot go like 2-3-4 giờ sáng đi uống rượu. Nhưng mà đối với anh thì anh cảm thấy người đó nói có đúng hay không? Chị đang coi nha. Em không gì hết. Không, anh nói với bà xã anh luôn mà. Anh nói là một người nhạc sĩ nói với anh là nhạc sĩ nên stay single. Nhưng mà anh nói là ok, anh có thể mix up chút xíu nếu em cho, if you give me some room, you know? Coi như nhắc nhở. Nhắc khéo. Nhưng mà làm vợ một người ca nghệ sĩ phải hiểu được cái đời sống của nghệ sĩ. Tại vì nghệ sĩ thì phải nói, nhưng ta nói ăn chơi, thực sự không phải là ăn chơi mà là vì chúng tôi phải đi ăn nhậu, không phải đúng. Phải đi gặp gỡ và giao thiệp. Yes. Phải không anh? Thì cái vấn đề đó là phải có trong cái cuộc sống thì mình mới có cái gọi là cái connection. Đúng không anh? Tại sao thấy rất là nhiều nhạc sĩ ngồi trong quán cà phê? Yes. Anh có thể giải thích là tại sao nhiều nhạc sĩ ngồi trong quán cà phê? Em có thể là em thấu hiểu, em có thể là I try to understand. Nhưng mà đối với anh thì tại sao em hỏi? Thứ nhất là để anh giải thích cho em, anh không phải là cái type mà ngồi quán cà phê. I'm not. Ok. Nhưng mà anh hiểu lý do tại sao, tại vì I used to be one of them. Ok. Lúc mà ở Việt Nam là anh có thể ngồi từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều luôn em. Hút cả mấy gói thuốc. Nhưng mà có lý do đàng hoàng. Nó có lý do, yes. Thứ nhất đó là cái người nhạc sĩ, cái đời sống mà người nhạc sĩ á, họ cần cái chia sẻ, họ cần phải nói những cái gì họ suy nghĩ về gia đình, về bạn bè, về xe đụng, về you know, nhỏ này, nhỏ kia, nói chuyện người này, nói chuyện tám, nói chuyện người này, nói chuyện kia, họ cần nói ra những điều đó và họ cần những cái information, những cái chia sẻ, những chuyện tám của người khác vô. Thứ nhất là nó cho họ, thứ nhất là nhạc, nếu mà nhạc sĩ mà chơi nhạc là họ sống về đêm nhiều hơn, thấy không? Xong em ngủ đến 10, 11 giờ sáng dậy, mình ra quán cà phê, cho nên cái đời sống của họ nó bị switch đi, nó bị lật đi. Thì những cái đó là những cái để cho nó, họ giữ lại cái balance của họ. Và có những người, em nghe nói là có những người họ ra để họ có cầu mối.
giống như là ngồi đó, nhiều khi em là bầu show em đi ngang nó, ô anh Sidan, dạo này anh làm gì? Ô tôi ở không, ô vậy này anh nên nắng đầu cho tôi đi, ví dụ vậy em, cái đó cũng là một để mà quảng cáo, sau phần quảng cáo anh không nghĩ ra cái đó, hay. Dạ, sau phần quảng cáo thì Y Nhi sẽ hỏi về những cái công việc làm của anh gần mấy năm vừa qua rất là có ý nghĩa. Sau cái phần quảng cáo thì Y Nhi sẽ tra tấn anh Sidan. Tiếp tục.